me. Ah, disturb your business. Bam, 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 bam. No. No disturbance. Yes. No disturb. Okay, okay. No. Let's go. Try yourself. Open the door. It's too hot. The house. Them by no fine, no fine. It close here. Confirm. Let we go. Yeah, no fine. Yeah. Giờ đang mưa luôn nha, mình cảm che dù cho nhím đi hơi giật giật nha, mình thông cảm nha. Không biết anh bác này có cho wi fi không. Từ từ anh với con cách mày. Daddy, với ta chơi này. Okay, nice to see you. What of them? The children there, huh? Okay. Mưa luôn nha mình, xe của nhím không có máy lạnh. Trời ơi, nó mờ, cái cửa kính nó chạy không được. Nên là tới hơi trễ, giờ là không. Nằm kế phá dưỡng. Cái mà nó còn phát triển. Để ạ, nó ta giá cần phía nào xin nó xin nó, nó chỉ có phía dưỡng. Thì nó có chỉ không. Do nhà nhím nhiều khi không có kế hoạch trước được, cái kiểu như cái nhím không có biết cái bé này từ xưa giờ, và cái cô bán gạo này là người duy nhất biết cái bé này, tại vì hồi xưa bà thuê nhà ở phía trước của cái nhà bé này, thành ra là bà biết, nhưng mà giờ bà đã chuyển nhà đi rồi, nhưng mà bà vẫn kiểu như còn tình làng nghĩa xóm, bà hay bán thiếu đồ này kia. Nhím không hiểu sao hôm qua có khán giả nói nhà nhím gì diễn kịch rồi nhìn giả trân đồ này kia. Trời ơi, em có biết cái mấy cái người này đâu mà hợp tác mà diễn kịch. Giờ mình đi kiếm là còn bị bể kèo người ta đi làm tóc thuê rồi. Cái bé mà làm tóc, cái bé mà có cái bé bị rớt đôi dép vô cống, là cái bé đó là làm cái nghề là làm tóc dạo, là cái thắt tóc ở nhà mình, thắt tóc cho mấy cái người vòng vòng cái khu vực này đông người đó, thì mỗi ngày cái bé nó xuống đây thắt tóc dạo lấy tiền mua đồ ăn đem về nhà chồng, thì con gái của chồng không ở nhà cha, không có chỗ đổ xăng luôn, xếp hàng đông thế này. Ôi đất ơi, xăng nó vừa mắc mà vừa khan hiếm. Cái đất nước này là chỗ xuất khẩu xăng ở nhà mình, xuất khẩu dầu mỏ mà vậy đó. Stop. If we put 9 finish, we put 1. I can't put 9. Okay. But nobody damn finish the fair already. Nguyên một cái thị trấn này bây giờ chỉ còn có một cây xăng duy nhất này là hoạt động này nhà mình. Người ta đang giành nhau mua người thì sách thùng, người thì... I think you should meet me nhiều hơn before. No more fair in this village now. Giờ xăng hiện tại là đã lên là 2.500 đồng rồi. Và người ta đang ship hàng mua nhưng mà vẫn không được. Mấy bà kia giờ đang giành nhau mua, giành nhau cãi lộn luôn. Trời ơi. Mấy cái trái ớt xanh nhà mình coi nè. Mấy cái trái ớt bây giờ nó xanh lè thế này. Này là loại ớt màu vàng, nó chín nó sẽ màu vàng. Nhưng mà xanh như thế này mà nó vẫn cay dữ lắm luôn như nhà mình. Thì Nhím sẽ hái một ít để làm lẩu 100 trái ớt hiểm. Này thì Nhím sẽ hái một ít mấy cái trái bắp nhì. Kiểu như nó hơi non. You see this? Thả vô nước lẩu cho nó ngọt nước.
Chơi luôn cái bắp bự này. Rồi, right, let's go son. Let's go son. We have finished. Giờ mình đã xong cái phần hái rau. À, bắp, rau dền, rau muống, rau xanh. À, bây giờ cái nước mà Nhím hầm mà xương bò, thịt bò đó nha mình. Thì Nhím sẽ thả mấy trái bắp non vô. Mình có bắp non này chắc Nhím nghĩ là cái nước nó sẽ rất là ngọt luôn. Cái này là mấy trái bắp súng găng. Nhím sẽ thả thêm mấy trái bắp có ruột nữa. Mấy trái bắp này nó ăn được rồi nè. Nhím nhớ là đi ăn buffet ở Thái Lan á. Trên cái băng chuyền á, nó cũng có mấy cái bắp này nè. Mình chọn mình thả vô cũng được. Bây giờ thì Nhím đã chuẩn bị xong một cái mâm lẩu như thế này. Rau vườn, cà chua, bắp và cái nồi lẩu. Cái này Nhím đang nấu một nồi khác ở trong bếp. Này, thấy không? Để cho hết nước cái mình châm vô không bị đồng như bữa hổm. Cái sợi phở Nhím cũng trụng sẵn luôn. Sợi phở này của má Nhật Thu, cái loại mà dạ, sợi bự nè má Nhật Thu. Chỉ còn một ít sợi nhỏ Nhím chơi vô luôn. Bây giờ Nhắm là quân số đông quá không đủ nên kêu ông Cạp đi mua mì. Xong rồi về khai tiệc. What? Ok, let me put corn inside too. Này Nhím sẽ thả bắp vô luôn. Thả một hai khúc bắp vô cho nó nóng, cho nó mềm. Cái này bắp này Nhím, cái lúc mà Nhím nấu súp á là Nhím thả bắp vô rồi xong rồi Nhím nấu cho nó chín thì Nhím vớt ra đó. Nhím vớt ra xong rồi Nhím thả cho nó nóng thôi là bắt đầu mình hú bết đi. Ôi em chỉ kêu giờ nói cái này là ăn sinh nhật. This food now is brother 7. Brother 7. Yeah. And last sita support us. Nhím nói cái buổi tiệc này anh bảy với chị Úc. Support us on behalf of Naibi and on behalf of the work with our hand. Thank you very much. Come on, sir. Come on, ma. Yeah. God bless you. For us, amen. In Jesus' name. Amen. As he said, him will not eat, him only eat corn. Did they fear? So you serve him now, you serve your boy. Me, I will serve my children. The good I like snacks. And maybe you pick the corn for Asit. Asit eat only corn. See, no corn inside here. Okay. Hot. And this one you want to? Eat the same to know. Eat the same to know. Eat the one and this one you want. Ôi ơi trời ơi. Ôi ôi ông Asit sợ ăn bắp lẩu. Eat the same to know. Eat the same that quá tài cúc đi coi. You want this one. Asit sợ. Đừng lo để mấy ông này ăn. Only in my voice, you know. Voilà la tête de Gaulé là. Make I show you. Hàn là xin quý vị ít nè. Từ ngày bác sĩ. Ai ăn hàn non sơ vi rồi ăn sắp vô bôi rồi. Em biết có một cái ông acid không có ăn tạp. Cho nên là em. Cá bẹt. Cá bẹt đôi 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 cá bẹt. Xì cái mặt. Coi mặt kìa, coi mặt kìa, coi mặt kìa. Coi mặt kìa. Em có cá đi phụ tuyên mà em có cá phụ tuyên. Nó đáp tích quá. Em không đi em đi nào cũng. Mấy ông báo về đói dữ lắm rồi, về Nhím chia bún cho mèo ăn. Ông Xít sợ. Nhím biết ông Xít ổng khó ăn cho nên là Nhím chuẩn bị thêm bắp cải nữa. Ông cũng sợ, có bắp nữa mà ông cũng sợ. Cái nồi này nó dễ chứng sao? Thả mì vô cái nó không nóng nữa.
cái vấn này mình cần acid anh em quay phim gì bữa em nào nó thích acid rồi lỡ cưới về rồi nó ăn món Việt Nam không được rồi sao? Thôi đừng thích acid, acid khó nuôi. Ôi là cái sự sắp xếp này nè. Cảm ơn chị mẹ ơi, nè, 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 Who get this one? Do. Keep it, it's my own. See this mouse plate. See then if you finish, you need more permit. Cái bún này sao nó nhão nhẹt à? Nhím trụng rồi, nhím cũng nhúng nước lạnh mà nó sao nó nhão nhẹt? Coi acid la làng, acid ngồi la làng, ta ăn mỏng la làng, cái gì vậy? Chúng ta tự nhiên quên một thứ gì đó để xem nha. Anh ấy sẽ đưa ra, anh ấy sẽ đưa ra. Give him frog. Wow, this one, guy. I don't see you. Everybody, don't know about it. Hey, you don't kill me. How about this? Coi, I see, sợ, I see, không dám ăn bắp luôn nhà mình. Don't know about it. Wait small. Let him bring more soup. Got to work yourself, no. Then the waste stick. Stick. Say đũa. Đũa. À ha. Chị hỏi cái cây đâu. Đũa. Biết con làm đêm hi mua cái rồi nó không được tin. Rồi rau muống, rau giờ nó. Why? Ông này chắc cô lấy cô this one can stay Việt Nam này. Because in Vietnam this one we eat every week, even two times a week. Ôi ơi. Nhím bỏ thêm. Cái nào bạch? Hả? Cái nào bạch nó bạch? Anh nói nó cái này anh. Hả? Ừ? Ủa bạch. Cái mà nó chân nào bạch cho mà bạch cái chết rồi. Bữa cái này đúng chất luôn nhà mình. Nhớ bò của hành. Cú lắm liều tù tình năm mê liều em. Nè, nè, kiểu như phở vậy nhà mình. Cảm ơn sô, xà biết à. You remove water, let me put my vegetable. Ông Nonso đòi ăn rau. Ông Nonso khoái ăn rau. Ăn rau nhiều tốt. Nhím. Bữa nay nhím dứt đống rau luôn mà. Một rổ chà bá lửa luôn. Bữa có một rổ nhỏ xíu. Áo quấn nhiều quá. Áo quấn ớt kìa.
Chidendo, chidendo wayo wayo. Ndalo ngaji kochala nkati na kikaeli. Figo never eat anything no but for Figo buka. Amajin no yemen. Figo saba no kulun mili ano, kulun mili bawo. Anybody eat stuff himself. This is the type of food you stuff yourself. Nhím nãy giờ nhím chưa ăn luôn rồi. Ông Figo bữa ăn lần khoái rồi. Rau muống nè, rau dền. Green, quyết green, the red green. Ôi ơi. Từ từ quay nè, let him. It's okay. Ông hỏi cái Nancy, how far? I know here your work. He's busy. But now network is busy. I just enjoy and they go. Oh, busy. Ngồi đòi rau tiếp. Take vegetable remain in you. Ôi ơi, ông này ông đòi ăn. Ông đòi ăn rau. No, never okay. Sorry, Vigo. Now I'm going to wait. Ôi, ông Vigo mê cái rau dền. Để nghiêm cái rau dền cho ăn nhiều lắm. Ông kẹp ông trồng đợt này nhiều. Vigo, that leave the medicine, hả? Tụi nghiệp acid ăn không được. Cô chấp, ông ấy xích cô chấp. Không hiểu sao có mấy bạn ngồi. Mỗi lần mà coi mình ăn uống như vậy nè, cái phân bì. Ủa sao không cho Figo ăn? Ủa sao không cho Chibike ăn thịt rồi này kia? Trời ơi, không lẽ mình có cái sức để mình dọn lên một mâm như thế này mà mình còn tiếc từng miếng với người khác hay sao? Hay gì mình tận hưởng mình vui vẻ tự nhiên cái đi rình đặng bắt bẻ mấy cái vậy chi mất công biết. Wait, acid, let me ask you. Let me ask you, if you have somebody love you and you love the person and the person say you must eat this food, if not you know no more. So how you will do? You will eat or you will tell the person no more love? You guys are country now, what do you go chop? Uh-huh. That means what I want to do, God. Okay, what if I forget to walk outside? I forget company to walk outside country. Let me put you non-so, see vegetable. Nhìn biết ông non-so phải ăn rau. I want corn. What? The leaves. Ông Figo mê cái rau dữ lắm nha mình. My eating them. À ha. Trời ơi. Ông mà giết ra làng. Chứ. Trời ơi, mấy ông này mê rau. Ông nói ăn được hết luôn nha mình, kể cả cà tím, kể cả bí. Hầm bà lăng. Ok. Nhím thấy mấy ông này kiểu như là chưa no đâu nhà mình. Bữa nay nhím nhất cái rổ bự nhất rau, cái rổ bự nhất của nhà nhím á. Mày quất ba nồi nước lèo luôn mà vẫn không đủ mấy ông ăn. Ông cạp là nãy giờ chưa đâu, ông cạp nãy giờ chưa. No, I eat vegetable already. I would let me see. Để coi ông có gấp được không nhỉ? Ôi. Giờ dứt hết rồi. Hết rồi. Không còn một cái gì luôn. Ôi ôi. Mấy ông này là mê bia nhất mà mê ăn lẩu hết đúng nghe luôn. Nhà mình đi ghê không? Quá ngon. Giờ nhím ăn lần cuối cùng. Miếng cuối cùng của nhím. Ờ, ông cả.
Trời ơi, công nhận cái nước lẩu bữa nay ngon. Nhím chỉ nấu thịt bò, củ hành, gừng. Không biết mấy ông này không có quen những cái mùi lạ, thành ra Nhím nói vậy thôi. Quá ngon. Không biết cái lúa kém mùi lạ nha. Nè, này em qua pha lúa. Ông Cạp về quê Nhím bị mấy chú đem rượu đế diệt tí điều lật xe mà ông tổng lượng mạnh lắm. Giờ ông giá bộ ông nhịn đây đó. Ủa, hồi xưa ông nhậu một mình ổng hen. Trời ơi, nhậu xong còn đi rửa chén phụ Nhím. Nhím kể trong chuyện cẩm lạnh đó. Mấy chú, mấy bác hết chơi ác lắm. Ví dụ như là hai người tới nhậu quỉnh, hai người sẽ áp vô. Ông nhậu lập hết luôn. Giờ no quỉnh hết rồi là coi bụng luôn nè. Đu đu dữ vậy. À con trai. Bắt everything bụi inside bụi vàng. Rốt outside kitchen gì á. Dọn dẹp. Để cho mấy ông dọn dẹp. Đang cái bây giờ quên nó bị đại gì. Ông mà xí chính danh là người rừng. Người rừng. Không biết gì về hiện đại. Mặc đồ nhìn hoàng ngoại lắm nghe. Mà đi mà là lưu bị phong mà cả lúc này chân chưa. Cái phố gì à phố. Ông áo đen à, tới phút cuối luôn chưa. Không để sót một giọt luôn nha. Ngang lão dữ. Cà xít ông múa kìa. Ông múa kiểu ông coi phim Trung Quốc, phim kiếm hiệp á nha. Mà ở bên này có có phim bộ, phim cuồng á. Cái phim Tề Thiên rồi đó. Cái gì á. Ông áo xít đóng vai Tề Thiên hợp nghe. Te figo con babilo, abi don't receive the money we send. Cái này Nhím không có không có anh babilo ở đây á nhà mình, cho nên là Nhím không có tận tay được. Thì hiện giờ Nhím đã gửi hồi mà mình ở ngay chỗ gửi hàng rồi, nhưng mà giờ gặp ông babilo thì giờ gặp ông figo ở đây thì có anh em bảo bao giờ đây luôn, thì mình gọi trực tiếp thì không có xạo được đó. Có nhân chứng nhiều như vậy thì mình khẳng định luôn. Hỏi ca anh ấy nhận được tiền chưa. Ok, ông Figo không có thẻ. Number not going. Ok Figo, so anytime going you tell him con ở ga bạc hả. Maybe you see the one day down where you not need plum. Giờ ông Figo nhận công trình kiếm ăn làm tới thứ sáu mới xong. Thành ra ông Acid giờ khởi sự trước. Nói chung ông cái đáng lẽ là phải chờ ông Figo về, nhưng mà do cái tính ông Acid ổng ông thích u liền bắt liền vậy đó nhà mình. Ông nói là ổng cũng làm được, thành ra để ông khởi trước xong ông Figo về phụ sau. Nhím là nãy giờ Nhím đứng là Nhím địa cây me. Cây me kiểu nó mới có trái chiến á nhà mình, chưa nhiều, bữa Nhím dứt cũng hết rồi. Có một cái mà Nhím không thích ở chỗ ông Acid á, là ổng kiểu như là cái gì mà ổng quyết rồi á là không có ai mà nói ổng được. Cha mẹ ổng nói ổng không nghe nữa. Có ông Cạp nói thì ổng nghe. Còn mà ví dụ mà ví dụ mà ổng chu cấp cho cái con bé đó ai cản cũng không được. Tao nói làm nhịn ăn nhịn uống, làm nhiêu có nhiêu tiền gửi hết cho người yêu để người yêu học đại học. 21 người yêu ra trường, cái cưới người yêu xong là được lấy vợ có học thức đồ này kia. Ai về ta có bầu luôn, ta lấy chồng ta có bầu luôn mà không biết vẫn còn gửi tiền. Trời ơi nhớ đợt đó mắc cười, lúc đó Nhím chưa làm YouTube.
Mà ai nói không nghe, bạn bè khuyên nó, ôi coi chừng nó có bầu, ôi coi chừng nó có chồng rồi, ra trường học gì mà 6-7 năm trời không ra trường. Ai nói, thậm chí là bạn của cái con bé đó điện kêu nhắn tin rồi này kia báo luôn á, mà không tin là không tin, chỉ tin là người yêu mà không gặp mặt nhau luôn. Kiểu nó ở thành phố nó học đại học, cứ gửi tiền vậy thôi đó. Trời ơi trời. Who get it 12 pillars? Anyhow you will. Anyhow you will feel good. Anyhow you feel good. Giờ mấy ông này quyết định là sẽ đổ trụ xi măng. Đổ 12 cây trụ xi măng. Xong rồi bắt đầu dùng những cái cây tre, những cái cây mà cây đó, cái cây đứng cái cây đó người ta gọi là cái cây gì không biết, mà ghim xuống đất là nó sẽ tự mọc rễ và nó sống. No, too much. Let's go to four. Let's see four. No, go more. Go down more. Let's see 4 feet. The thing will be down so that the goat will be go up. Somebody that will be sweeping the dam. That's why I said how far somebody just can come inside and sweeping. That is 4 feet. Anyhow. Four feet for somebody. How somebody can manage? Yes. Yeah. As you can now. Để em coi người ta thấy kỹ nào cả ông đốn chuối. Cứ ai vô thấy thường thường cho một bụng chuối. Gì trong chuối mà cho không à. Chút kêu ông đốn một bụng chuối nhỏ xíu cho mẹ của Acid. Như kiểu mà lôi vô làm như thế này đâu có thu nhập gì. Còn gia đình cha mẹ đâu nữa. I will buy this one. I will use my hand go to market. And let calculate if buy this one or do the cement defensive with you one. Confirm. Ông Acid là giờ kêu là mua trụ sắt này nó rẻ hơn mấy cái chỗ mà người ta bán sắt, mà thứ mà sắt mấy cái củ công trình đó, nó cao nó cắt ra còn ngắn. So I will check the price of the two. Yes. Nhiễm là nhiễm là tạm thời ứng cho hai ông này 200,000. 200,000 tương đương nó cũng tầm khoảng 2 triệu đi. Ủa gì vậy? 2 triệu là 80,000, 200,000 là khoảng 3 triệu đi. Tầm khoảng 3 triệu để mấy ổng đi làm cái chuồng dê. Rồi mấy ổng sẽ làm cho kiên cố để có thể leo lên để mà quét dọn. Nói chung là làm cho nó ra ngô ra khoai đó. Giờ hai ông đang chuẩn bị đi. Giờ hai ông đi, ông ai xích ổng vậy đó. Cái tính ông vậy đó, làm gì là rớp rẽn, chụp giật vậy đó. Trời ơi, bây giờ mấy ông này bắt con gà lôi. Kiểu như con gà lâu này nó chuyên gia, nó ăn bắp ụ thịt này. Nó ăn bắp của ông cạp ở nhà mình. Cho nên là ông cạp ổng di nó vô đây, mà con vợ nó thì ở đằng sau đang đẻ nguyên một đám trứng. Cho nên là giờ phải tìm cách để đưa nó làng sau. Mà đưa làng sau sợ ăn bắp, cho nên giờ nhím cái cột ở đây trước đi. Cho ông cạp ổng về ổng tìm cách nào đó cho nó không có đi ra ngoài ăn bắp được, mà vẫn có thể thụ phấn cho vợ nó. Song song với cái việc làm chuồng dê là Nhiếm đang dò hỏi mua dê từ những cái người mà người ta chăn dê, chăn bò từ phương Bắc, người ta dẫn đi dọc đó. Thì cái bác này là một cái người quen thân của ông Cạp luôn, người Hao Sa. Thì ông Cạp ổng gọi tới để hỏi giá cả như thế nào. Cái này thì Nhiếm sẽ cận cảnh cho nhà mình trong tập tiếp theo hen. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi nha.